Nhí. Chấm xong rồi nè, đây phải thiết kế nè. Mình có thể vô coi ké. Ừ. Chấm xong rồi mà. À, mọi người nhớ cẩn thận coi chừng đạp vô bài của mấy bạn nha. À. Hôm nay mình đang đi theo dõi cái buổi chấm bài thực tế của Quỳnh Khoa Thiết kế Đồ họa trường Đại học Mỹ thuật năm nhất. Đó, năm nhất đi đâu cô nhỉ? Đà Lạt đúng không? Đà Lạt một tháng. Mấy bạn lên đó bạn ký họa chân dung phong cảnh dáng người có chủ đề. Đó. Con người Đà Lạt. Nay đây là những cái bài ký họa của các bạn. Có chì, bút sắc, màu nước. Ôi bài bên này hoành tráng quá ta. Đâu đâu đâu. À, đâu để thầy lia cho mọi người coi coi cái bài chất lượng như thế nào. Quá trời bài luôn á. Không, để sơ sơ thử là trung bình là một bài một bạn là vẽ bao nhiêu bài? Hai mươi lăm à, trung bình là 25 đúng không? Khá nhiều quá. Hay do nào bên thiết kế người ta chỉ dùng ít chất liệu thôi, đa số là màu nước hoặc là bút sắc hoặc là chì, chứ không có thấy được cái chất liệu khác giống như là sơn dầu hay là màu bột hoặc là chì màu hay là phấn. Thì cũng có những bạn, mấy bạn thử nghiệm cái chất liệu mới nhưng mà ít lắm, đa số vẫn là màu nước bút sắc. Bạn này vẽ kỹ á. Nhiều lắm. Trung bình một cái bài, một kỳ thực tế là phải vẽ tầm 25 bài. Nếu học trò mình nó đếm á. Nè, chân dung là chiếm 30% thôi, còn lại là phong cảnh. Rồi. Thì coi mấy bài khác cho thử mở mang tầm mắt ha. Đấy, bài bên này bị che mất tiêu rồi. Nhiều quá. Để cho các bạn coi toàn cảnh của cái lớp luôn nè. À, bây giờ. Đó. Quá trời. Kia bị ánh nắng chiếu vô nên nó hơi tối. Ra coi coi góc kia coi thử coi. Ê bức. Thông thường trong một cái bài, trong một cái kỳ thực tế, nếu mà ai vẽ nhiều bức có màu hơn thì nó sẽ điểm sẽ cao hơn là một cái bài chỉ có toàn là vẽ chì. Khuyến khích các bạn là khi mà đi thi khi mà đi thực tế á, nên thử nghiệm nhiều cái loại chất liệu màu vô. À, nó toàn màu nước không rồi đúng không? Ừ. Màu nước. Đây. Mình qua lớp khác cũng coi thử đi ha. À, nãy là thầy Phan An các bạn ha. Thầy Phan An đang dạy khoa thiết kế đồ họa năm nhất. Thầy nói là lớp này là thầy hướng dẫn đi. Để... Ừ.
vẽ kỹ á. Thôi bây giờ mình qua thử lớp khác mình coi thử. Năm nhất năm nay vẽ khá là ổn. Em mà khoan khoan em coi đây là lớp A mấy? 1A. Đây là lớp 1A. Lớp này đây. Để mình sẽ qua các lớp B, C, D coi thử. Vô đi, vô đi. Vô coi bình thường mà. Đó, bạn thấy không? Lớp nào lớp nấy vẽ hoành tráng. Ồ, màu đẹp á. Đâu, 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 coi. 2 cây chín. Ồ. Đẹp quá, màu. Được, chụp bình thường mà. Cái đứa chụp lại đi, để cái... Được, chụp bình thường nha. Bút sắc. Màu nước. À, cái nhà thờ này quen lắm. Nhà thờ này nè. Nhà thờ đó. Nhà thờ con gà. Đâu, gà đâu. Không con gà đâu. Con gà đâu. Nhà thờ đó này nè, màu hồng thôi. Con gà đó ba. Con gà cao lắm. Bữa này đẹp nè. Bữa này nhìn nhìn màu khá trong á. Bạn này vẽ tốt ghê. Bạn này vẽ cảm thấy cái chất nó feel hơn là cái bức bên kia, mặc dù là cùng điểm với nhau. Nhưng mấy bài này để ngay cửa nhưng mà điểm cao hay sao không? Lời nguyền à? Lời nguyền. Không, thực ra biết sao không? Ngay cái vị trí cửa là cái vị trí mà đẹp nhất. Ánh sáng nó không có chiếu vô, nó khiến cho chân nó bị lóa. Bốc thăm may mắn lắm mới là được đứng gần cửa đó. Không phải đùa đâu. Trời, bà cũng bốc thăm đó ha. Bốc thăm chứ, lớp có rất là đông học viên mà. Đâu phải ai cũng muốn treo chỗ đẹp được đâu. Trăng dần nhau đâu được. Bốc thăm chứ. Đúng rồi. Một lớp là tầm... Một lớp là tầm 25 người. Tả màu nước đẹp ha, nhìn nó trong. Có mấy bức nhìn khá đẹp á. Chấm điểm thì hội đồng chấm thấy là sát với năng lực của các bạn rồi. Thấy kỹ ha. Rồi, đi lia lia qua các bài khác cho các bạn xem luôn. Mình vô đây mình tham quan rồi mình chụp hình các bài lại để lấy làm tư liệu luôn nha mấy bạn nha. Mấy bạn nào mà có nhu cầu sắp tới thi vô đạo mỹ thuật á thì cũng nên xem để sau này mình biết là mình sẽ được tế như thế nào. Bạn vẽ rất là đều tay. Trời, chân dung đẹp ghê á, cái chân dung ông già nè. Nhìn phiêu dã man. Đây cái chân dung mà ông già mà áo xanh này nè. Phiêu ghê luôn, màu nhìn tươi lắm. Cao thủ này là tên gì nhỉ? Nguyễn Trình Trúc Như à. Năm nhất hôm nay vẽ đẹp quá. Năm nhất hôm nay đẹp nghe. Đâu, thầy coi coi. Màu nhìn đẹp trời. Cái này là ở đâu? Cái này là màu nước. Này là hình như là tòa nhà điên hay gì á. Bức này nè. Này vẽ bối cảnh tòa nhà điên ở Đà Lạt nè. Không biết có đúng không? Mọi người đi chưa? Chưa. Lâm đi chưa? Ăn đi rồi, ăn đi vài lần rồi. Thấy giống lắm mà không biết có phải thật là như vậy hay không. Giờ anh không có chở em lên đó thôi. Lần sau đi mới được. Lần sau đi mới được này nè. Thấy không? Đậu mới đi chứ. Không đậu cũng đi, mình đậu cũng đi. À không đậu cũng đi đúng không? VIP quá rồi, VIP pro rồi. Đậu chứ. Đậu mù á. Cô chờ đi là cô sẽ thấy lại em không?
này cũng mong mọi người đậu hết đi. Màu này nhìn trong ghê. Mình rất là thích mấy cái góc mà khai thác phong cảnh từ trên cao nhìn xuống như thế kia, vì nó thấy được toàn bộ cái bối cảnh đã, nhưng mà phải vẽ ra được nó mới đẹp. Còn nếu như mà góc chọn góc đẹp nhưng mà vẽ không ra thì nó cũng trời ơi lắm. Hả? À, cái gì gái Nhật đâu? Đâu? À, mấy bạn vẽ phong cảnh là chính. À, được rồi, đó, coi sơ sơ những cho mấy bạn biết như thế nào. Giờ mình sẽ đi qua các lớp khác. Đó. À, đâu để coi lại cái bài này nữa thêm một lần nữa coi. Bài bạn này vẽ phiêu lắm luôn nè. Tên đâu, tên đâu? Ủa, không có tên. Tên đây. À, đâu, đâu, coi coi. Tên thì Thảo Hoa. Thảo Hoa. Rồi, lia lại cho mấy bạn coi nha. Lia cái chỗ này nè. Đâu, đâu? À, ok. Đi chậm chậm thôi. Đó. Bút sắc thì có bức vẽ kỹ, bức không. Nhưng mà màu nước thì vẽ rất là đầu tư. Bút sắc thì cũng được thôi. Bạn kia đẹp hơn, mà bạn này bút màu. Còn nước đẹp. Cái màu phiêu quá trời. Cảm giác nó ra cái chất liệu màu nước. Màu nước dĩ nhiên là có cái kiểu vẽ kỹ nữa, nhưng mà khi mà vẽ kỹ nó lại không có ra chất liệu màu nước nữa. Nhiều khi nó bị nhầm lẫn với các chất liệu khác, ví dụ như sân dầu hay acrylic nọ. Bây giờ mới để cái bàn là ghép hai cái lại với nhau. Đâu? Đâu, bị gặp lại thôi chứ đâu phải ghép hai cái. Ghép quá thì ghép ở giữa nè. Ừ, cũng có thể là ghép. Mà thôi, đó là ý đồ người ta. Thôi được rồi, đi qua có cái lớp khác coi nó lạnh như thế nào. À, và lớp B rồi đó, lớp A coi xong rồi đó. Giờ qua lớp C, lớp D coi thử nha. Ui trời ơi, nắng quá. Em quay video ở nhà Phong. Ở đó mà thấy đi. Phong sao mà lên video sau này người ta biết được Phong biệt danh nắng nắng là hồi chết đó. Đó, mấy em thấy không? Bốc thăm chúng những cái chỗ mà góc ngay gần cửa nó không có bị lóa. Thấy không? Còn mà bốc thăm gần cửa sổ như thế này nè, ánh nắng chiếu vô nhìn rất là chói, nó làm thay đổi. Đúng rồi, bởi vậy. Cho nên nó khó chịu lắm. Giám khảo người ta đứng ngay cái chỗ mà nắng người ta cũng nóng nữa. Không có thích. Nhất là mấy góc giống đây nè, từ góc này đang quay nè, nhìn vô cái tranh bên kia là nó bị chói á, không? Đen thui hết nguyên cái bức tranh của mình, mặc dù vẽ rất là đẹp. Đó là tâm lý của người xem tranh ha. À, Phi đen nè. Phi nè, ừ, Phi học trò cũ mình nè. Phi đen nè. Cái thằng mà bữa phỏng vấn nó, cô nói màu nó lạ đúng không? À. Cái bạn bên này vẽ cũng rất là tốt. Vẽ tranh này không nhất thiết gọi là vẽ từng bức đơn đâu nha mấy bạn nha. Có thể mình vẽ nhiều bức xong mình ghép lại. Đúng rồi, giống như là một cái bối cảnh rất là lớn á. Em muốn lấy hết cái bối cảnh đó thì em có thể vẽ nhiều bức em ghép lại. Ghê vậy? Không, con không chấm thì có thể là một là vẽ ít quá, hoặc là không bài đưa, không có đưa bài cho giáo viên xem thì người ta quyết định không chấm. Chứ khi nếu mà không có đóng học phí thì sẽ ghi hai chữ HB lên rồi. Thường á, mấy bài thực tế của mấy bạn là phải khi mà giáo viên người ta yêu cầu đưa bài cho xem là phải đưa cho coi, chứ không phải là có cái kiểu tự vẽ sau đó là mang lên chấm nha.
người ta không có chấm bài của mấy bạn đâu. Đúng rồi, giáo viên người ta lên người ta sửa bài là phải đưa bài cho giáo viên coi, không đưa là không chấm. Một á là không đưa là không chấm, hai á là vẽ không đủ số lượng bài. Ví dụ như năm nhất bên thiết kế người ta quy định là 40 bài, trong đó màu là 25, chân dung là 15, ví dụ vậy. Mà không vẽ đủ là người ta nhiều khi người ta cũng không chấm luôn á. Rồi, ráng qua chứ sao giờ, đi vẽ vui mà. Năm nhất mọi thứ nó còn nhiều cái mới. Lửa nó, cái lửa nhiệt huyết á, nó lớn lắm. Mấy năm sau thì cái lửa nó giảm dần. Giống như nôn ra trường quá rồi. Nôn ra trường quá rồi, cái lửa bắt đầu giảm dần ha. À, bài các bạn bên này vẽ cũng khá là ok. Ok ha, bây giờ mình sẽ đi qua cái lớp cuối cùng, đó là lớp D, để coi các bạn vẽ như thế nào. Đi mọi người ơi. Mọi người ơi, đi thôi đi thôi đi thôi. Qua lớp D coi lớp D vẽ như nào. Năm nhất này có 4 lớp ABCD. Lớp D đâu ta? Lớp D đâu? Nhi? Lớp D trên lầu 10 à? À lớp D trên lầu 10 chắc vậy quá. Ờ thôi được rồi, nếu lớp D mình không tìm thấy thì thôi cũng không sao đâu. Đây cắt lớp 52 rồi ha. Mấy bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây. Mình cho các bạn xem sơ sơ là được rồi ha. Đó. Ok, bye bye nha. Bye mọi người. Rảnh nhớ vô coi nha.